có cần thiết phải đi cúng sao không? Cái này là một cái mê tín dị đoan nha. Cái thứ nhất, nếu cái thâm tâm của mình đi đúng chánh pháp, lòng từ bi của Đức Thế Tôn, mình làm tất cả bằng từ cái tâm của mình mở lòng từ bi ra, thì cần gì phải đi giải hạn cúng sao? Cái nạn tới, ví dụ như năm nay, nói đơn giản năm nay 5 tuổi đi, tâm tai đi, mà mình cứ mở cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn ra rồi mình mở lòng, mình giúp đỡ cho bá tánh chúng sanh, mình giúp chờ từ cho cái người sống lẫn cho tới cái người chết, thì khi mà tam tai hay đại nạn nó tới, nó đều không có né khỏi, nhưng mà nó tới một cách nhẹ nhàng và lướt qua đi như một làn gió. Tại vì như tâm nó thẳng luôn, cái này là cần cái gì? Cái nghiệp, cái nhân, cái quả. Anh làm ác thì anh lãnh, anh làm thiện thì anh hưởng. Mà giờ anh làm ác mà anh đi lên chùa anh đòi cúng sao cúng này nọ, mời ông thầy cũng đỡ cũng nổi. Mà ông thầy mà không có tâm nữa thì thôi vứt bỏ. Cũng như Nhật Tâm nói thẳng luôn, Tết hàng năm nhân chứng có đi chùa không? Có cúng sao không? Nhật Tâm thấy hình như là năm nào ai cũng đi cúng sao rất là nhiều. Cúng sao để làm gì? Để giải hạn. Để giải hạn. Có cần thiết phải đi cúng sao không? Cái này là một cái mê tín dị đoan nha. Cái thứ nhất, nếu cái thâm tâm của mình đi đúng chánh pháp, lòng từ bi của Đức Thế Tôn, mình giúp đỡ bà con nghèo, rồi mình làm tất cả bằng từ cái tâm của mình mở lòng từ bi ra, thì cần gì phải đi giải hạn cũng sao? Cái nạn tới, ví dụ như năm nay, nói đơn giản năm nay 5 tuổi đi, tâm tai đi, mà mình cứ mở cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn ra rồi mình mở lòng, mình giúp đỡ cho bá tánh chúng sanh, mình giúp chờ từ cho cái người sống lẫn cho tới cái người chết, thì khi mà tam tai hay đại nạn nó tới, nó đều không có né khỏi, nhưng mà nó tới một cách nhẹ nhàng và lướt qua đi như một làn gió. Còn nếu mà bây giờ mình làm việc ác, thâm tâm mình ác, rồi bây giờ đi lên chùa cúng sao giải hạn, nhờ cúng dùm, đạo hạnh của mấy ổng cỡ nào? Đủ để mà che chở cho những người đó, hay là một cái lá sao, một lá số cúng xong xuôi hết bỏ 200 ngàn vô cũng gì tiền? Rồi bây giờ cái đạo hạnh ổng đã có hay chưa là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa, một người làm ác bây giờ ổng cúng sao, ổng cúng này cúng nọ, rồi xong xuôi hết, gỡ được, đỡ được cho người ta không? Hai giờ cúng xong năm nay á, xong xuôi á, năm nay cúng sao cho con qua đại nạn, cái giờ cúng xong ăn Tết xong cái công an vô bắt tội tham nhũng, tham ô, tham này tham nọ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cái tất cả các kiểu, cúng làm gì? Tại vì cái nghiệp, tại vì Nhật Tâm nói thẳng luôn, cái này là cần cái gì? Cái nghiệp, cái nhân, cái quả. Anh làm ác thì anh lãnh, anh làm thiện thì anh hưởng. Mà giờ anh làm ác mà anh đi lên chùa anh đòi cúng sao cúng này nọ, mời ông thầy cũng đỡ cũng nổi. Mà ông thầy mà không có tâm nữa thì thôi vứt bỏ. Thì tôi nói thẳng, ai đủ đạo hạnh đứng ra cúng sao cho bà tánh chúng sanh, những ông thầy chỉ có đến trên đầu ngón tay thôi, còn lại tu giả hết. Và tại sao Nhật Tâm nói một câu sau này, các thầy các ni đọa địa ngục trước, kế tiếp lại bá tánh chúng sanh, những người mê muội và u mê đi sai con đường chánh pháp. Mà từ ai đi sai? Từ mấy ông thầy bậc ni cô dắt người ta đi sai, thì đâm ra sai bậc lèo luôn, chết là chết một sùng luôn. Chúng ta cũng không đánh đồng tất cả, nhưng mà rõ ràng đúng như anh Nhật nói thì trong thời mạt pháp hiện tại á, có rất là nhiều những vị thầy, vị ni hiện tại thì đang không tu đúng chánh pháp. Đúng rồi. Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ vẫn còn những vị đạo hạnh cao và người ta vẫn tu đúng theo con đường của nhà Phật. Đúng. Dạ. Và
cái câu chuyện đó là nhưng mà theo... quan trọng là gì, quan trọng là đếm còn trên đầu ngón tay còn bao nhiêu người. Dạ. Và em nghĩ cái điều quan trọng theo cá nhân em á, thì mọi cái chân lý trong nhà Phật, mọi cái câu chuyện nó đều quy về hai chữ thôi, đó là nhân quả, đúng không? Đúng rồi. Nhân quả mà thôi, mọi cái việc cúng sao giải hạn hay là cúng kính quỳ lại trước một vị thần linh, một cái đấng tối cao nào đó, chỉ là một cái phương tiện để cho mình thấy mà mình an tâm trong lòng thôi. Còn lại thì mọi sự nó đều sẽ vận hành theo luật nhân quả. Đúng, chính xác. Cho nên là mình cứ nương vào luật nhân quả mà mình làm. Đúng. Còn cái việc cúng sao giải hạn theo nhân nghiệp thì sẽ không có cần. Không cần. Mình cứ sống theo nhân quả. Đúng rồi. Và cái lương tâm của mình, cái tâm của mình, như tâm nó thẳng á, đi lên chùa. Lên chùa để làm cái gì? Ở đây cũng có Phật nè, nghe có địa tạng nè, ở tất cả mọi người. Nhưng tâm không có nói về vấn đề đạo Phật giáo, đúng không? Rồi tâm nói cái vấn đề là nhiều nhà người ta thờ Phật, ở nhà cũng có Phật, biết ở nhà thờ Phật, đúng không? Nhưng mình sinh mình khấn, nếu mình tin mình sẽ được. Thành tâm của mình, cái lòng trắc ẩn, cái lòng từ bi của mình, mình khấn mà xin. Bây giờ nó thẳng luôn về Phật hay Chúa gì đi chăng nữa, xin bây giờ cho con sức khỏe và bình an, được rồi. Xin cho con trúng vụ thầu này, rồi xin cho con mà buôn bán cái vụ gian lận này cho ok này nọ, ai chứng cho? Rồi xin số, xin đề, ông địa, ông thần tài, ai chứng cho? Ví dụ như xin ông địa, ông thần tài đi, người tâm nói ông địa, ông thần tài là gần nhất với tất cả các nhà luôn, là buôn bán này nọ là đều xin. Xin cho con bán được, con để con có chút định đồng ngân để con giúp cho mọi người, giúp cho người này, giúp cho người kia. Mình nói thì mình làm. Còn này là xin xong cái vấn đề đem trả, đem cho lại, không cho, nó khác nữa. Và nó nhiều, nó đúng luôn là thì tâm nói thẳng, con gì không sợ, không có sợ một cái gì á, mà sợ nhất là cái gì biết không? Lòng người. Trắng thành trắng mà đen thành đen, thì tâm ngồi nhìn, thì tâm nhìn ra thấy hết á, không có sợ gì á, chỉ có sợ cái lòng người, mọi thủ đoạn, sự tính toán, mưu mô, tham cầu, cuối cùng chết mang theo gì? Người ta hỏi có câu, khi chết rồi mang theo cái gì? Chỉ có hai chữ thôi, nghiệp với phước. Thì bây giờ mình chết mình mang theo hai cái đó. Rồi bây giờ mình tham vọng, tham cầu, nó đúng luôn, nhật tâm đưa vô hai chữ dục vọng. Nó dục cho mình là khởi lòng tham, nó dục cho mình tham cái này, dục cho mình tham cái kia. Vào vọng, vọng gì? Ước cái này, ước cái kia, ước vọng này nọ tùm lum tùm lứa. Cuối cùng chết mang theo cái gì? Nghiệp phước hết rồi. Bữa nay ngồi đây, ngày mai chết không giật. Mình đâu có nói trước chữ ngờ. Không ai nói trước chuyện ngờ. Nhưng mà nhiều tâm lên đây, nhiều tâm nói cái gì? Để cho mọi người cùng nhau giác ngộ và thức tỉnh, đừng u mê và mê muội quá. Và khi đi sai con đường thì nó sẽ ma quỷ cám dỗ mà. Có đời nào mà ai muốn cho đi theo đúng con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn? Phải đi sai. Đi sai để làm cái gì? Đi sai có phải là tao thắng Phật không? Nên bây giờ Đức Thế Tôn á, không có cho vô mấy thầy mấy ni. Phật là ở trong tâm tất cả con người. Thành Phật hay không là cũng từ tâm tất cả mọi người. Bây giờ đừng có dựa vô mấy ông thầy bà ni. Thầy ni chỉ là cái gì? Phàm tăng. Anh có căn tu, anh đủ đầu hạnh,
anh tu anh giúp đỡ cho ba tánh chúng sanh, anh đạt chánh quả là cái phước, cái phần của anh ở cái kiếp này anh tu. Còn nếu mà anh đi sai chánh pháp thì anh cũng chỉ là một người phàm thường, khóa cái áo thầy tu đi thôi. Nên như tâm gọi á, Nico lẫn mấy tăng chỉ là phàm tăng thôi, không có thầy. Thầy là nói đúng luôn, mình gặp mình xã giao, mình nói chuyện mình xã giao thôi. Nếu mà nói về cương vị, đó chỉ là phàm tăng, chẳng là thầy gì. Anh tu anh được anh hưởng, còn anh đi sai con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn thì anh đọa anh chịu, vậy thôi, cũng nhân quả mà ra. Còn tất cả mọi người ba tánh chúng sanh đi chùa kính Phật, nhưng mà đôi khi quá vấn đề, đi lên trên chùa lại Phật, trên chùa cũng có tượng, ở nhà mình cũng có tượng, mắc gì mình không ở nhà mình lại Phật, mình xin lên chùa xong móc túi. Cái điều đầu tiên là bị móc túi nè, thứ gì giật dây chuyền nè, đúng không? Rồi xong xuôi hết có được đụng tay vô tới Phật không, hay thằng đằng trước với thằng đằng sau lại đích thằng trước, toàn lại đích nhau mà, chứ có lại Phật đâu. Ở nhà có Phật xong lại, rồi cuối cùng đi vô là được gì? Đi vô bây giờ mất đồ, cái tự nhiên mất đồ, cái bây giờ la làng lên, tôi mất đồ, tôi bị giật cái này giật cái kia, lòng sân khởi lên, cái người giật đồ tạo nghiệp. Thì mình phải ngủ người ta giật mình, có phải người ta tạo nghiệp không? Rồi mình sân lên, rồi bây giờ tức quá biết nói gì, chỉ biết nói cái gì, thôi của đi thay người. Ủa tự mình phe ra đã xong bị giật cái đã, giờ kêu của đi thay người.